Ngày 5 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Năng Tĩnh 11 năm tù, 5 năm quản chế về tội danh, làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phiên tòa này được tổ chức khủng bố Việt Tân rất quan tâm theo dõi và liên tục đăng tải nhiều bài viết để bao biện cho hành vi phạm pháp của Tĩnh, xuyên tạc về việc nhà nước Việt Nam đàn áp, ngăn cản quyền tự do ngôn luận. Kết cục hơn 10 năm ngồi bóc lịch của Nguyễn Năng Tĩnh là cái giá phải trả cho những kẻ theo chân Việt Tân, hoạt động chống phá nhà nước, quay lưng với lợi ích của nhân dân đất nước. Đó là hệ quả của những vết trượt dài của một người từng là giáo viên âm nhạc. Tiền và những ảo vọng chính trị do tổ chức khủng bố Việt Tân vẽ ra đã khiến Nguyễn Năng Tĩnh dần bị mờ mắt, trở thành đối tượng tích cực hoạt động chống phá ở trong nước theo sự chỉ đạo của Việt Tân. Nguyễn Năng Tĩnh tham gia rất nhiều hội nhóm bất hợp pháp thường xuyên có hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam với sự trợ giúp giật dây của Việt Tân như Bảo vệ sự sống, NOUFC Vinh, Quỹ phát triển con người, Truyền thông Công giáo, là thành viên cốt cán của Việt Tân ở Nghệ An. Nguyễn Năng Tĩnh có quan hệ với nhiều đối tượng có hoạt động chống phá như Lê Quốc Quân, thành phố Hà Nội, Trần Thị Nga, Hà Nam, Bùi Minh Hằng, Vũng Tàu, Bạch Hồng Quyền, Trương Minh Tam. Tại Nghệ An, đối tượng này có mối quan hệ với các linh mục cực đoan như Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam. Đặc biệt, sau khi Lê Đình Lượng bị bắt, đối tượng này được Việt Tân gây dựng làm thành viên cốt cán ở Nghệ An. Ngoài ra, đối tượng này thường xuyên hát những bài hát có nội dung xuyên tạc, kích động gây chia rẽ như Việt Nam tôi đâu, xin hỏi anh là ai, trả lại cho dân, vân vân. Tại phiên tòa xét xử Nguyễn Năng Tĩnh, hội đồng xét xử xác định xét hành vi tính chất phạm tội, đây là vụ án thuộc loại rất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Nguyễn Năng Tĩnh rất nguy hiểm, diễn ra trong một thời gian dài. Bị cáo lợi dụng quyền tự do dân chủ trong việc sử dụng Facebook cá nhân, lợi dụng các vấn đề chính trị, xã hội trong nước để xuyên tạc lịch sử, kích động quần chúng nhân dân, xuyên tạc, vu cáo, chống lại chính quyền nhân dân. Cái kết của Nguyễn Năng Tĩnh là sự cảnh ngộ đối với những kẻ đang theo chân Việt Tân chống phá đất nước và cảnh tỉnh cả với những kẻ ngộ nhận giữ quyền tự do ngôn luận theo pháp luật với việc lợi dụng quyền đó để tung tin, bịa đặt, xuyên tạc, kích động, chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.